Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Kế bên Bá Hùng Audio ngày hôm nay là một chiếc âm ly nhì bạc đến từ thương hiệu Musico. Hôm trước thì em đã giới thiệu với mọi người một chiếc âm ly đầu bảng có model là M8. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một chiếc âm ly nhì bảng M6SI500. Đây là chiếc âm ly đứng thứ nhì nhưng có mức công suất cũng rất là mạnh mẽ và thiết kế cũng khá là hầm hố để chúng ta có thể trưng cũng như là chơi phối ghép với nhiều dòng loa. Đặc trưng nổi bật của Musical M6SI500 đó chính là nhờ thiết kế mạch rất ngắn ở phía bên trong máy cũng như là thiết kế mạch công suất dual mono block và thiết kế mạch công suất nối tầng giúp cho cái mức công suất của những chiếc âm ly Musical vô cùng lớn. Cụ thể như Musical M6SI500 thì có mức công suất lên tới là 1000W trên hai kênh, mức trở kháng là 8 ohm và mức trở kháng 4 ohm thì nó đạt tới mức là 1700W trên hai kênh, một trong những cái mức công suất rất khủng khiếp mà chúng ta thường chỉ thấy ở trên những cục power, thậm chí là những cục power có cái mức công suất lên tới khoảng 1000W thì cũng rất là hiếm hoi, nhưng mà nhờ những cái công nghệ thiết kế mạch công suất nối tầng nên là cái mức công suất đỉnh của Musical vô cùng lớn. Thêm nữa thì họ cũng trang bị một cái mạch volume số để đảm bảo cho cái tín hiệu khi đi qua mạch volume này luôn được vẹn toàn và chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh một cái volume vô cấp như này một cách trơn tru và mượt mà. Và cái volume này thì nó cũng có một cái mức độ chia các cái mức âm thanh ra tốt hơn so với lại những cái volume thông thường. Những volume thông thường thì chúng ta chỉ cần nhích lên khoảng vài nấc là đã cảm thấy nó rất là lớn rồi, rất là to rồi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta lên thêm khoảng vài nấc nữa thì tiếng bắt đầu bị vỡ, bắt đầu bị nhòe tiếng. Còn Musical thì họ sử dụng volume kỹ thuật số cho nên là mặc dù là vặn lên cái ngưỡng rất là cao. Thứ nhất thì nó sẽ đảm bảo được cái độ an toàn cho âm ly. Thứ hai là khi mà vặn lên cao như vậy nó vẫn đảm bảo tròn tiếng, không bị méo và không bị biến dạng. Đó, ví dụ như volume vô cấp như này mà chúng ta chỉ cần nhích vài số này nó đã to thì chẳng may mà chúng ta nhích lên quá nhanh như này thì nó sẽ khiến cho âm ly có thể là bị lỗi hoặc là bị lỗi ra loa. Đó, thì chính vậy thì với Musical M6 SI500 thì họ làm một cái bước, tức là cái bước mức volume này nó rất là lớn cho nên là chúng ta điều chỉnh nó sẽ an toàn hơn. Đó. Và về thiết kế thì chiếc ly này cũng được thiết kế với một mặt tiền bằng nhôm. Đó, một mặt nhôm khá là dày. Ở bên góc tay trái thì chúng ta sẽ có model là M6SI500. SI500 thì nó thể hiện cho cái mức công suất là 500W trên một kênh. Đó thì tức là hai kênh là 1000W. Và đây là chiếc âm ly dual mono integrated, tức là âm ly tích hợp được thiết kế mạch dạng dual mono block. Và by Musical Fidelity bên dưới thì sẽ có những cái nút bấm để chọn đường vào này, trong đó thì chúng ta sẽ có một nút tắt bật nguồn này, nút tape monitor này, cổng ba lăng này, CD này, tuner này, aux này, tape này, và bên này thì sẽ là cái mắt để nhận điều khiển. Chính giữa thì một cái nút volume và phần bên trong của volume thì sẽ có một cái mặt dạng như là cái mặt kính để nó phản chiếu cái volume ra, cũng rất là đẹp. Phần bên trên cạnh trên thì có hơi vắt nhẹ một chút, cạnh dưới cũng như vậy, được làm khá là dày, chiều cao 16 cm và chiều sâu là 46 cm và nó có một cái mức cân nặng cũng rất là khủng khiếp, lên tới là 30 kg trên một chiếc máy này, rất là nặng. Ở bên trên lưng của máy thì được sử dụng một tấm kim loại được sơn đen nhám và có khắc rãnh để phần công suất được tỏa nhiệt tốt hơn. Hai bên sườn thì sẽ gắn hai cái bo mạch công suất, mỗi kênh sẽ sử dụng là 12 sò để cho cái mức công suất vô cùng lớn lên như vậy. Đó, thế nhưng mà 12 sò thì họ lại chia ra làm thành hai bảng mạch để nối tầng với nhau để giúp cho cái mức công suất nó tăng cao hơn bình thường rất là nhiều. Đó. Và ở hai cái phần tản nhiệt này thì cũng được làm rất là đẹp. Thông thường thì các hãng sẽ ẩn ở phía bên trong nhưng mà Musical thiết kế đẹp cho nên họ làm phô ra bên ngoài luôn. Đó. Và phần phía bên trong mạch của chiếc ly này thì đó là những nhờ những công nghệ kết nối ngắn, tức là
cái đường tín hiệu vào họ kết nối trực tiếp tới cái mạch tri luôn, không chạy qua dây dẫn nữa, thì cái việc này nó đảm bảo được cái chất lượng của đường vào kết nối ngay với lại cái phần tri của máy, và nó sẽ giúp cho âm thanh không bị suy hao cũng như là giảm trở kháng ở cái mức độ thấp nhất. Đó, chính vì vậy thì chiếc âm ly này nó đạt được cái mức nhiễu ồn vô cùng thấp là 0,008%. Đây là một trong những cái mức mà rất khó để làm được. Đó. Thêm nữa thì họ cũng sử dụng hai cái biến áp nguồn riêng biệt cho hai kênh trái và phải. Đó, và tất cả những cái bo mạch bên trong thì đều được tách hoàn toàn ra. Tức là một chiếc máy mặc dù nhìn là một chiếc âm ly tích hợp, thế nhưng mà bên trong thì lại được tách biệt hoàn toàn, từ biến áp nguồn cho tới là các cái bo mạch thì đều được tách biệt như là hai khối âm ly monoblock dài vậy, làm ở trong một cái khung máy. Đó là một điều rất là tuyệt vời mà Musical làm. Đó. Với màu âm của Musical thì nó khá là trung tính. Đó, trung tính, và cái độ trung thực của Musical rất là tốt, đặc biệt là những anh em nào mà chơi những cái dòng loa thế hệ mới cây cột thì ghép với lại Musical M6SI500 cho chất âm rất là tuyệt vời. Bên em thì sẽ ghép thử với lại một cặp loa đến từ Đức, Gauder Acoustic, vốn dĩ được anh em đánh giá là một trong những cặp loa cần phải có một chiếc âm ly có cái nội lực mạnh mẽ thì mới chế ngự được cái cặp loa này. Thì sau khi ghép thử với Musical M6SI500 thì thực sự là nó khai thác rất tốt với mẫu loa Gauder Acoustic. Ở phía sau của máy thì được thiết kế và bố trí cũng khá là khoa học, với hai phần cọc loa được đặt ở hai bên, và chiếc âm ly này thì có thể kết nối được với hai cặp loa. Thưa quý vị bạn, chúng ta có thể nhìn thấy là mỗi kênh trái và phải thì đều có 4 cọc loa, cho nên là chúng ta sẽ kết nối hai cặp loa vào đây được, và có thể kết nối loa từ 4 ohm, 8 ohm và 16 ohm trở lên. Đó, ở chính giữa thì sẽ có hệ thống cái jack input RCA đến từ thương hiệu CMC, một trong những thương hiệu làm những cái linh kiện cũng rất là tốt và được nhiều các cái hãng audio nổi tiếng trên thế giới sử dụng. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cổng vào input ba lăng. Đó, và chiếc âm ly này thì cũng được thiết kế đường in và đường out đều ở dạng là full ba lăng, cho nên là chúng ta khi kết nối vào cái cổng ba lăng này thì chỉ thấy chất lượng của nó rất là tuyệt vời. Vâng, chúng ta vừa cùng nhau unbox cũng như là tìm hiểu chi tiết về chiếc âm ly Musical Fidelity M6SI500. Đây là chiếc âm ly nhì bảng với mức công suất vô cùng mạnh mẽ, lên tới là 1000W trên hai kênh mức trở kháng là 8 ohm và 1700W trên hai kênh mức trở kháng là 4 ohm. Với một cái mức công suất mạnh mẽ như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể phối ghép được với rất rất nhiều dòng loa trên thị trường hiện nay. Và đặc biệt là Musical thì luôn có những mức giá siêu êm, thưa quý vị bạn. Thường thì một chiếc âm ly mà có mức công suất này nó phải rơi vào khoảng tầm giá không dưới 500 triệu đồng. Nhưng mà Musical làm ra chiếc âm ly này với mức giá chỉ 119.980.000 đồng thôi. Một mức giá rất tốt cho một chiếc âm ly có mức công suất khủng và mạnh mẽ như vậy. Anh em nào đang tìm kiếm những chiếc âm ly có công suất lớn để điều trị những cặp loa khát công suất thì đây sẽ là một chiếc âm ly rất vừa tiền để chúng ta chơi và trải nghiệm. Tuy nhiên đó cũng là cái mức giá mà hãng đưa ra thôi. Còn tại Báo Audio thì chúng ta sẽ luôn có những mức giá vô cùng êm ái, hợp lý, rất rất hợp lý nhé. Hãy liên hệ ngay với Báo Audio để có những mức giá tốt nhất. Và ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm thanh đến từ Musical Fidelity M6SI500. There is a house in New Orleans, they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know. My mm-hmm.
bad is when he's on a drunk. So now, mothers, tell your children, yeah, not to do what I've done. Spend your life in fear and misery in the house of the rising sun. Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi, thời gian nơi đây. Bây giờ anh vui, một linh hồn dỗi, tình yêu xứ này. Một lần yêu thương, một đời bão nổi, dã từ dã từ, chiều mưa giông tới. Em ơi, sầu thôi xuống đây, làm sao em nhớ, mưa ngoài sóng bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây. Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi, thời gian nơi đây. Bây giờ anh vui, một linh hồn dỗi, tình yêu xứ này. Một lần yêu thương, một đời bão nổi, dã từ dã từ, chiều mưa giông tới. Em ơi,